Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Từ Thị Diệu Hiền. Năm nay mình 19 tuổi, mình đang học tại Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay ngày 17 tháng 10, mình vừa phỏng vấn visa lần thứ 3 đi du học Mỹ. Mình có vài điều chia sẻ với các bạn, đó là khi vào phỏng vấn các bạn nên tự tin trả lời và mạnh dạn. Lúc mình bước vào mình nên tự tin, đừng dòm ngó xung quanh. Đây là một số kinh nghiệm của mình để mình truyền lại cho các bạn, là lúc người ta hỏi bạn nên tự tin trả lời, và khi người ta đánh máy im lặng bạn nên phô bày những cái mà mình có, càng nói ra cho họ biết là mình đang có những cái này đó là điểm tốt của mình, và đặc biệt là luôn luôn mở nụ cười với lại người phỏng vấn với mình. Mình đã làm hồ sơ tại trung tâm Tân Đại Dương, và mình rất muốn cảm ơn cô An là người đã hướng dẫn mình đường đi nước bước từ lúc đầu phỏng vấn cho tới bây giờ. Đó là một số kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm và sẽ thành công trong buổi phỏng vấn của mình. Mình qua xin visa qua Mỹ, mình học ngành quản trị kinh doanh tại trường Houston Community College System tại bang Texas. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì là gia đình mình có công ty và mình muốn quay về để quản lý công ty của ba mẹ mình.